Bây giờ mày hát lại tao nghe xem nào. Dạ. Hoàng thượng băng hà từ khi, Hoàng thượng băng hà, Hoàng tôn kế vị kẻ gian ly ta thừa cơ. Ngày thời yên lý tiệc say say xưa. Dạ xin các ông ta cho chàng mày con mày nói ai là gian tà ở đây. Dạ lời các ông ạ. Ông truyền đời báo kiếp cho mày biết. Dạ. Mày mà hát vậy á, đến tai Thái Thượng Hoàng. Dạ. Mày có mà chu di tam tộc đấy con à. Dạ lời ông, lời hát này không phải là lời hát của con à, mà lời hát của muôn dân đấy à. Không phải lời của mày à? Dạ. Không phải lời của mày thì ai cho mày hát à? Dạ, dạ xin các ông, con có hát đúng lòng dân thì dân mới cho con tiền à. Cho tiền à? Dạ. Mày phải hát thế nào ấy là để quan gật dân chi nghe chưa? Dạ, dạ. Con ơi. Mày đâu? Dạ. Giải chúng đi. Đi. Sao bà thấy thế nào? Ấy chết, sao hôm nay Thái Thượng Hoàng lại xưng hô như thế à? Ta quên. Nàng biết không, đúng là văn ôn võ luyện, những thế thủ thế công từ kiếm kích đao thương đã giúp ta dựng nên nghiệp đế vương, khai sáng mạc triều, xây nền thịnh trị. Xưa đệ nhất đại đao lừng danh khắp thiên hạ, nay múa lại đôi đường như sức vẫn còn xuân. À, nàng hãy xem đây. Chào ôi, chồng tôi phụ chính hoàng tôn bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ đến ngày trộm nhớ thầm yêu. Dù triều đình bề bộn bấy nhiêu nhưng vẫn có lúc phải để lòng thư thái. Thái Thượng Hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế. Ta miễn lễ, hôm nay ta tập đến đây thôi nhé. Làm sao được những ngày lưu luyến ấy, hương xuân vẫn còn phảng phất đến hôm nay. Chàng nổi danh đô lực sĩ cổ trai, nàng nước tiếng trà hương phục nữ, cô gái khéo tầm tang với chàng trai giỏi võ, ý hợp tâm đầu vì nghĩa cả tình sâu. Thế còn nhớ cái ngày ấy, tấm lòng chàng như sóng nước mênh mông, khiến thần thiếp gặp một lần rồi nhớ mãi. Ah.
rất giàu. Thiếp thương ai cánh nghi dài thao thức, vì xa tắc sơn hà lo nước thương dân. Vẹn tròn tình ta tròn tình ta ngoài mái tóc thơm đi mái tóc vàng hì dương đào liễu hương ai sơn hà chung vai ta cùng gánh nặng nhật trời nhật trình đường xa lại còn cái yếm cái yếm điều để em trời ơi, mới ngày nào nàng còn biết không, gió lồng ngàn khơi nắng soi triển bãi, ánh mắt người thương sao xuyến vì niềm yêu. Văn núc xôn xao dậy sóng chiều, tình quê trong ánh mắt trông theo. Ai hay duyên nàng từ hôm ấy, một cánh buồm gióng vạn nhịp bơ trèo. Thần thiếp thật không ngờ người vẫn nhớ buổi chiều trên bến sông xưa. Ồ, ta nhớ chứ, ta quên sao được. Lắm khi nặng lòng phải lo việc nước, nhớ lại bến sông xưa thuở trước, ta lại thêm tính trí bình tâm. Dạ muôn tâu thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu. Dạ muôn tâu ngoài kia chợ làng trên xóm dưới, dạ dân chúng đang đua nhau đọc vè hát sẩm, dạ gây chấn động trong vùng nhà. Sao? Hát bài vè gây chấn động trong vùng à? Dạ. Vậy nhà ngươi có nhớ không? Dạ muôn tâu, hạ thần mới chỉ nghe qua. Dạ vì tối già nên hạ thần không nhớ rõ. Dạ muốn biết thực hư như thế nào, xin thái thượng hoàng hãy cho gọi cha con người hát sẩm vào nghe. Thôi được rồi, thái giám. Dạ. Cho đòi cha con người hát sẩm vào cung, triệu hồi an phủ sứ Dương Kinh cùng các quan sở tại nghe. Trời ơi, các quan đâu, nhanh lên đi vào đây. Chúng thần xin kính chúc thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Quả là các quan bao giờ cũng lớn tiếng khi hô thiên tuế, thiên thiên tuế. Còn chúng dân thì bao giờ cũng thế, thấp cổ thời bé họng vậy thôi. Dạ muôn tâu thái thượng hoàng. Dạ thái thượng hoàng cho đòi các quan ra đây. Dạ có việc gì ạ? Yeah. Hôm nay ta cho đòi các quan tới đây
là để các quan nghe những người thấp cô bé hồng cà thán về các quan đó. Nhanh lên, cha con lão Sầm đâu, nhanh lên. Này, cha con lão Sầm, trước mặt ngươi là Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu, quỳ xuống nhanh lên. Dạ, cha con Thảo Dân xin kính chúc Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Ta miễn lễ, ta miễn lễ. Nào, cha con ông hãy đứng lên đi nào. Dạ. Này, cha con ông hát sẩm. Dạ, có Thảo Dân à. Ta nghe nói, cha con ông hát bài vè gây kích động lòng dân. Có đúng vậy không nào? Dạ, dạ muôn tông. Không phải bài vè gây kích động lòng dân à, mà chính lòng dân mượn câu vè để ký thác. Cha con xin ăn bằng tiếng hát. Dạ, người bố thí bảo hát gì, thời vâng hát cho nghe. Vậy nhà sẩm hãy hát lên, để Thái Thượng Hoàng cùng ta nghe thử. Dạ, con xin được hát à. Hoàng thượng băng hà kể mà từ khi Hoàng thượng băng hà Hoàng tôn kế bị kẻ gian thì ta thương ấy chứ ngày thờ yên ý tiệc say. Để nguyên thương người ta hát. Yến tiệc say xưa ngày thời, yến tiệc say xưa đêm thời là khu, ngày mưa rông càn dân đen làm lũ cơ là những tiếng thở than mà chứa chất cả giận hờn oán trách. Dạ. Trời ơi, lòng dân. Vậy mà hôm nay ta mới được nghe. Quan thái giám. Dạ. Hãy thưởng cho cha con người hát sẩm một nén bạc nghe. Dạ. Đội ơn thượng hoàng. Đi thôi con. Đi nhanh lên, nhanh lên. Các quan, các quan có nghe thấy gì không? Có nghe thấy những gì muôn thân ta than về các quan không hả?
muôn tâu thái thượng hoàng. Dạ, bài hát sẩm vừa rồi chẳng qua chỉ là lời của bọn thầy khóa hỏng thi. Dạ, vì oán hận triều thần mà chế ra câu hát thôi. Lời sẩm hát dù câu chữ do từ người khác, dạ, nhưng khẩu thiệt vô bằng còn truy xét được sao? Dạ, xin thái thượng hoàng hãy khoan hỏi ngọn nguồn câu hát từ đâu, mà hãy hỏi các quan rằng chuyện dân nói, chuyện dân nói là hư hay thật? Dạ, muôn tâu, dạ, muôn tâu. Dạ, muôn tâu thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu. Dạ, chúng thần vẫn tận tâm tận lực à, phò giúp thái thượng hoàng cùng với hoàng tôn xây nền thịnh trị. Dạ, xây nền thịnh trị. Dạ, giường cột vững vàng, đạo lý kỷ cương, dân ra đường không nhặt của rơi, đêm nằm ngủ cũng không phải cài then cửa. Dạ, không phải cài then cửa. Dạ, muôn tâu thái thượng hoàng. Dạ, xin thái thượng hoàng xét việc cẩn trọng. Dạ, xin nghe người mắt sáng, chớ tin kẻ mắt mù. Những chuyện đang tranh biện bây giờ chưa thể nói ai mù ai sáng. Dạ, xin thái thượng hoàng hãy khoan vội truyền chỉ xuống, bởi chuyện đúng sai chưa thật tỏ tường. Phải xuống hương thôn tra xét cho thật rõ ràng, trông tận mắt nỗi dân tình thế sự. Chấm vẫn còn băn khoăn trong già, một bên dân và một bên quan. Dân dối trá hay quan đã gian tham? Việc này ta sẽ sai người thẩm tra xác thực. Dạ, ta cho các khanh lui, ta cho các khanh lui. Dân mời ơn thái thượng hoàng. Hiền tử mới băng hà hoàng tôn vừa kế vị, đã nảy nổi phường gian ninh thực sao? Những tấm máu triều thần rạng rỡ mấy nay, có phải chăng đã thay màu đổi sắc? Dạ. Bao nghìn năm, bao năm dài dơ hoàng. Mong sao dân hết nghi cờ, dạ muôn tâu. Kìa, hoàng thái hậu, nàng định đi đâu vậy? Dạ muôn tâu thái thượng hoàng, người ở trên triều nổi, ở Dương Kinh, biết tin cậy ai đây? Thái thượng hoàng thì phải về gấp chính điện ở Thăng Long, bao việc lớn thì hoàng tôn chưa đủ sức. Thái thượng hoàng, người phải lo cho cả nước, trốn Dương Kinh, thần thiếp gắng thay người. Kìa, hoàng thái hậu,
Chao ôi, nỗi dân tình nếu không soi tỏ, kẻ gian tà càng che mắt minh quân. Thâu nghĩ tình dân ý, thời cũng được lòng nghĩ dân. Thiếp chẳng quản gian uy nghĩ mà nghĩ khó nghĩ nhọc. Kìa, nàng hãy đứng lên đi. Dạ, muôn tâu Thái Thượng Hoàng, thần thiếp cải dạng thế này để thay Thái Thượng Hoàng vi hành một chuyến nở. Ôi dồi, bà con ơi, khách lạ kìa, có khách lạ kìa. Ôi dồi ơi, khách lạ kìa. Sao thế các chú ơi? Không mua bán gì hết, ra chỗ khác nhé. Thằng này đứng lại, gớm làm sao mà anh đánh người ta khiếp vậy? Thằng kia cứ bưng ăn của vợ chồng tôi. Thằng kia đứng lại, cho một trận. Cho này bà con ơi, bà con ơi, chuyện thường ấy mà, nhưng chuyện như thế này ở Dương Kinh bây giờ ngày nào mà chả có. Tôi để cha con tôi hát câu này cho bà con nghe nhá. Dân đen đói khổ tàn, Dương Kinh nghèo đói lúc tàn. Hoàng Ân mưa mộng năm xưa chỉ còn là mộng. Mà giờ đây thôn xóm tiêu xa, nào đâu ngọt lúa phất cờ, đường đi khấp khành, đôi bờ cỏ mây. Xa quê bao ngày ngày, nhưng nghĩ tưởng thôn đi làm sông. Cớ sao mình lại đi thu thuế cẩu? Cái thằng này ngu. Hoàng Thái Hậu thiện nguyện phát tâm, lộc lá bông đâu trên trời rơi xuống. Dạ. Phúc của bà nay các ngươi được hưởng. Tiện gì này?
ta té nước theo mưa. Dạ. Tiền của bà ta xây cầu quán đình chùa, phải bắt lũ dân đen nộp thuế. Đứa nào không qua cầu, tao thu thuế chợ, thuế đường của người Phúc ta. Các người nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Rõ rồi. Dạ. Thế thì làm ngay. Dạ. Đứng lại đây. Dạ, dạ. Mời mời ông Lý ngồi đây. Dạ, dạ. Tuân này, dạ. Phiên trước là mình thu được mấy bị nhỉ? Dạ bẩm ông Lý, thu được nhiều lắm ạ. Được những 2 bị tiền đâu. Dạ đúng nhỉ, 2 bị cơ à? Dạ. Thế thì phiên này ta phải thu thành 3 bị. Tuân, dạ. Dạ, dạ. Ta sẽ thu thuế cầu trước. Thuế cầu à? Sáng hỏi cái đám khách sang trọng kia có qua cầu không? Tao thu cả thẻ. Này, có qua cầu không? Có thì làm sao? Thì vào nộp thuế rồi làm sao nhé? Này, tí tao thu gấp 10 lần. Tí thu gấp 10 lần, biết chưa? Xem nào. Con này xem nào. À, cả chua. Trứng à? Trứng Tuân này. Dạ. Chợ phiên dạo này là tấp nập hàng hóa nhỉ? Dạ. Lũ chúng mày nghe cho rõ đây. Phiên trước ấy là tao thu có 2 trinh, nhưng phiên này tao phải đổi thu thành 3 trinh. Thôi, cầm ngay. Ai cho chúng mày được nói ở đây? Hả? Đứa trẻ con mới đẻ ra, tao còn thu được tiền thuế nữa là chúng mày. Nếu chúng mày mà có ý tưởng là không nộp ấy, thì tao cho giải tán chợ. Tao sẽ bán cái mảnh đất này để cho chúng mày hết nơi họp chợ. Này, ông Lý, ông Lý vậy. Dạ. Nộp. Nhanh. Ra nộp thuế nào. Ra nộp thuế. Dạ. Mấy con này. Nhanh nhanh. Cùng trời. Dạ, dạ, dạ,
Dạ. Cha con thằng Sẩm nó đang đến. Ông ơi, đúng cha con thằng Sẩm tới không ạ? Cha con thằng Sẩm đang tới hả? Nó kia kìa. Tao để ý từ sáng tới giờ rồi. Nó qua cầu của tao những 10 lần. Thế mà nó toàn quy tiền thuế cho con ạ. Thằng này láo. Để nó vào đây tao thu cả thế. Chỉ vì họ cũng chẳng no vá vai giật gâu quanh co tối ngày. Ruộng đồng hoang hoa có đầy. Nghĩ cổ đẹp đây này. Có đầy. Con ơi, con ơi. Con dắt cha làm sao mà để cha ngã thế con ơi. Dạ, thầy Lý thấy ngắn chân cha nên làm cha ngã đi bố ạ. Dạ lạy thầy Lý ạ. Cha con tôi đi hát để kiếm miếng ăn. Chứ có tội tình gì mà ông lại làm thế ạ? Đừng có gậy đuôi mù xin ăn bằng tiếng hát. Buông lời đơm đặt xỏ xiên. Làm nhiễu loạn nhân tâm suối bảy dân đen để cánh đồng hoang hóa. Ruộng nghĩa thương hoàng thái hậu ban cho. Là để người nghèo có thêm củ khoai hạt lúa. Hoàng thái hậu nhân từ miễn thuế. Sao các ông cứ chóc ngã đòi thu à? Cấy ruộng thì phải nộp thuế nộp tô. Thóc đổ vào bồ giờ mày lại dở bài chảy bữa. Không nộp thuế để các quan uống nước lá lo việc dân xã hay sao? Hạ cái thằng Sấm. Riêng mày á, ông phải thu gấp bội. Thứ nhất là tiền mãi lộ qua cầu. Thứ hai, tiền phạt vì hát láo mấy câu. Còn thứ ba là thuế bổ đầu con hát. Sao? Thuế bổ đầu con hát? Phải, chúng mày phải nộp ngay 3 khoản, nghe chưa? Trời, nhưng 3 khoản kia ư? Đúng. Anh ấy chớ toàn thời gần đi, cổ kêu vừa nghỉ. Anh ấy chớ toàn thời gần đi, cổ kêu vừa nghỉ. Muốn không là không, muốn không nộp thuế thì à, thì chưa là chưa, thì chưa hát cả. Mày có định nộp không? Không sao con ơi, không sao. Dạ thưa ông, nhưng cha con tôi không có tiền. Không có tiền à? Con ơi, con ơi. Con đi đâu thế không, con ơi? Không ngại. Không có tiền thì tao thu người. Con này đứng lên. Đứng lên. Xoay một vòng. Mày lên đi. Thế à, mày biết làm gì rồi con? Chỉ biết hát thôi ạ. Hát à? Hát ra tiền có phải không? Cha con mày cứ đi các chợ phiên, các quán ăn, chúng mày hát được nhiều tiền lắm có phải không? Phải không? Nhưng chúng mày đâu có hát bình thường, mà chúng mày toàn hát xỏ xiên à? Con đâu? Bắt cổ con này về để tao nộp cho quán ăn phủ sứ. Con đã bắt ra rồi, con ơi. Khoan. Ông Lý, ông cho tôi hỏi một câu có được không? Bà hỏi ai? Tôi hỏi ông. Cha con ông Sẩm, người ta đi hát để kiếm miếng ăn, tội tình chi mà ông lại bắt bớ? Thôi, ông hãy tha cho cha con họ đi. Này, bà nói dễ nghe nhỉ? Lời đơm đặt lại than oán về ruộng nghĩa thương. Nhận ân điển của Hoàng Thái Hậu bấy lâu nay, thu thuế hay không thì can gì đến nó. Này ông Lý, ruộng nghĩa thương của Hoàng Thái Hậu ban cho dân không phải thu thuế. Đúng rồi. Cớ sao ông Lý lại thu? Cấm ngay. Ở đâu? Ở đâu đến đây mà dám xen vào việc của ta hả? Ở đâu? Không nói lôi thôi nữa. Dạ. Ruộng nghĩa thương của Hoàng Thái Hậu ban phúc vẫn nộp thuế nộp tô đầy đủ. Tuân. Dạ. Giải cho con nó đi. Dừng lại. Ông Lý, cha con họ mù lòa và
Và lại, tôi đã nghe Thái Thượng Hoàng cũng không quở trách khi gọi Sẩm vào hát ở Dương Kinh. Đất có thổ công, sông còn có Hà Bá đấy. Vua không phạt, nhưng về đất của ta thì ta phạt. Ôi, nói có lý thế nhỉ? Thôi, ông ấy tha cho cha con họ đi. Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ nộp thay cho họ. Nết em. Dạ. Lắm tiền đi ông ơi, lắm tiền đi. Ôi trời. Ông Lý. Ôi trời ơi. Ông thích tiền lắm có phải không? Lắm tiền đi. Thế ông cần bao nhiêu? Lấy tất. Úi trời ơi, sao mà ham thế? Gãy lăng không ơi, bạc của người giàu nó khác lắm đấy con ạ. Khác ạ? Thôi được rồi, bà ta đã đưa tiền thay cho cha con lão Sẩm á, thì ta đây cũng rộng lòng. Cứ rộng lòng ạ. Bởi chẳng chút thất thu. Nhưng cha con lão Sẩm nghe cho rõ đây, nếu mà còn hát xiên xỏ nữa, ông gan họng nó đi nghe chưa. Ông ơi, nó nộp tiền rồi, cứ để nó hát ông ạ. Có sọ xiên cũng chỉ là câu hát, như lời nó gió bay, quả tải là hết rồi. Dạ, bẩm ông, các quan cứ coi điếc là xong ông ạ. Các quan mình cứ coi như là điếc, ông ạ. Cứ coi như là điếc à. Dạ, đúng rồi. Nhớ, thằng này khá, thằng này được. Nguyệt quan làm, sợ đất gì tiếng hát. Dạ, sợ ai ông. À, tôi nói thế có đúng không? Bà con nhỉ? Có phải không nhỉ? Phải thôi! Các quan thì sợ gì tiếng hát? Tốt, tốt! Thôi đi về, bà con đi về đi! Thôi, cha con ông hãy đi đi. Dạ. Phiên chợ làng giữa lúc đang đông, hẳn sẽ rất nhiều người muốn nghe ông hát. Dạ, đổi ơn bà. Đổi ông hãy đi. Đi thôi con. Xem ra bà cũng chẳng phải thường dân. Trông dáng vẻ cũng như một nhà buôn lớn đấy chứ. Dạ, đúng à. Đúng, chúng tôi là người đi buôn ở nơi xa đến. À, nếu là phường buôn ở nơi khác đã đến đây là phải theo lệ ở đây. Ý à, nộp chút vốn gọi là góp sức chung tay. Dạ, đúng. Để chúng ta còn xây chợ, xây cầu, xây quán à. Phường buôn nào cũng góp tiền nộp vốn, thế còn tiền công đức của Hoàng Thái Hậu thì sao? Tiền công đức của bậc ngôi cao nhà buôn không có quyền lục vấn. Lý ta đang làm theo lệnh của quan phủ trấn, bảo rằng thu là cứ phải thu. Lệ làng còn hơn cả phép vua. Không chịu được thì mời xéo đi nơi khác. Xéo đi nơi khác? Ông dám coi thường luật vua phép nước, sao ông không sợ triều đình khét vào tội khi quân? Cái thằng mắt lá răm này, mày đang nói cái gì thế hả? Mày nói cái gì? Triều đình à? Triều đình ở đâu? Ở đâu? À, có tội thì lội xuống sông. Thái Thượng Hoàng còn phải lo phụ chính hoàng tôn. Yeah. Hoàng Thái Hậu lo phát tâm công đức để xây chùa tạc tượng. Các quan thì lộc trời chung hưởng. Ai về đây mà cầm giữ kỷ cương? Thế cho nên lý ta đây là... luật vua gối ở đầu vị đầu trưởng ông, nhưng làm thì làm theo xã, nhưng làm thì làm mà theo xã, cứ sợi trò đã tớ thầy một ca, dân mà được vạn thì má không xứng rồi đã rồi xứng rồi mà còn biết kêu ăn ấy mấy đành. Người dân sao không sợ người dân oán phản? Người xưa có câu: dân vi bản, nâng thuyền nhờ dân, mà lật thuyền cũng bởi tay dân. Ui chào ơi, toàn nè. Dạ. Mà
mang tiếng là lái buôn ấy, mà sao nó ngốc ơi là ngốc, ngốc ơi là ngốc. Nghe ta giải thích cho mà nghe đây này. Nghe đây. Dân vi bản là dân nằm ở gốc. Dạ. Quả chín ngọt ngào ấy lại ở trên cao. Dạ đúng. Trên dạ. cao các quan hái lượm chẳng nương tay, dân ở gốc phải nằm chờ sung rụng. Thôi, phường buôn chớ nên lãng chuyện. Theo lệ làng tiền nộp đủ ra ngay đây. Tuần. Dạ. Ban nãy là ta mới thu có một suất. Một suất ạ. Còn hai suất nữa, mày vào thu nốt cho ông. Dạ. Tiền đâu? Đưa tiền đây. Dừng lại. Đấy. Dạ. Nhanh lên con này. Nhanh lên. Tiền đây. Hai chúng mày đã vất vả rồi. Vất vả. Coi như là lộc ông ban cho nghe chưa. Về. Kia có tiền không?
chúng tôi là khách hành hương từ nơi xa đến, làm gì có tiền mà đưa cho các ông. Không nhiều lời, từ nãy đến giờ bọn ông đã theo dõi. Bà là một lái buôn có rất nhiều tiền. Thì cha con lão Sẩm bị mất tai ương, bà đã động lòng thương nhớ tiền bạc cho thằng lý trưởng còn gì. Nghèo khó tật nguyền như cha con ông Sẩm, dâng tiếng hát cho đời để kiếm miếng ăn. Còn các ngươi, sức vóc tráng niên, sao nỡ làm vườn lục lâm thảo khấu. Lục lâm thảo khấu à? Bởi thiên hạ thiếu gì kẻ xấu, nên kẻ cướp đêm hành sự giữa ban ngày. Chúng mày, không nhiều lời, nếu không có tiền đưa ra, giết nó cho tao. Quan! Dạ, thưa ông tướng cướp, tiền đây, ông cầm lấy. Thế chứ. À! Nghe ta hỏi. Ôi da da con lại bà. Cũng nam nhi sức dài vai rộng, sao không chịu khó làm ăn mà lại đi cướp bóc? Dạ, dạ bẩm bà, chúng con sinh ra từ cội nguồn chất phát, đời kiếp nghèo quá đỗi lòng đông. Dạ, nghề cũng không, vườn ruộng cũng không. Hầu phú quang nha từ hòa châu nhũng nhiễu, bước đường cùng đành thờ quân thảo khấu. Dạ, cướp đường cướp chợ để nuôi thân. Bần cùng sinh đạo tặc, nhưng các ngươi chưa phải là một lũ bỏ đi. Hãy về quốc mướn cày thuê, bảo ban nhau hoàn lương phục thiện. Thôi, hãy về đi. Dạ, chúng con đội ơn bà, đội ơn bà nhiều lắm mà. Dạ, nhưng thưa bà, anh em con biết đi đâu về đâu à. Thôi thì bà thương anh em con, tha tội chết cho anh em con. Dạ bà, cho anh em con đi theo hầu hạ bà. Sao? Các ngươi muốn theo ta ư? Dạ. Nhưng trước khi theo ta, các ngươi phải được học làm người. Kinh Phật dạy rằng, Phật thi môn chung, hữu cầu tất ứng. Có nghĩa là muốn cầu tài cầu phúc, cầu cuộc sống bình an, hưởng lạc giàu sang, thì trước hết phải biết trồng cây phúc đức. Bố thí là nhân, cầu tài là phúc là quả. Vì thế ở đời, thường gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Các ngươi đã nhớ chưa? Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. À. Thôi, hãy đi đi. Dạ, chúng con đội ơn bà. Dạ, nhưng còn... Không được. Đao kiếm trong tay là mầm gây tội ác. Gom hết vào cho ta. Dạ. Hất. Dạ. Cho họ ít tiền, coi như tiền mình mua đao kiếm. Tiền đây, cầm lấy. Dạ, thôi à. Ô, tiền mà. Biết, thôi. Đây là tiền bà chủ bỏ ra mua lại đao kiếm của các ngươi, cầm lấy. Mày bảo đi. Cầm lấy, rồi tìm đường lương thiện mà làm. Dạ, chúng con đổi ơn bà chủ, dạ, đổi ơn bà chủ, chúng con đi cùng bà chủ. Trên dặm trường biết bao nhiêu vất vả, đã biết được bao nghịch cảnh phơi bày. Nào là cướp đêm, rồi lại cướp ngày, đang nhũng nhiễu gây nhiều tai họa. Bởi bọn xấu chưa bị nghiêm trị, nên kế sách canh tân mai một thế này sao? Nông tang đã vậy, còn ngoài kia cá muối thế nào? Không biết làng trài có được no được ấm. Dạ, thưa chủ nhân, dòng đa độ đang lăn tăn gợn sóng. Dạ, con mời người xuống thuyền để ra tới cửa sông ạ. Thì ra, việc thuê thuyền ngươi đã sắp đặt xong. Dạ. Để ta xuống làng trài thị sát. Dạ, con mời người ạ. Nào ta đi.
lại nhớ ngày nào trên sông xanh nước biếc, trời mênh mang trong tiếng hát đò đưa. Trở lại bên đi xưa nghỉ, bước đi sóng biếc thời mênh mang một dài biết đi xa. Chúng mày đâu? Dạ. Mày bắt bằng được thằng Trung Quốc Xoan về đây cho ta. Dạ. Thầy ơi, thầy cứu lấy chúng con. Thầy ơi, cứu lấy chúng con. Có điều chi các con cứ nói ta nghe. Bạch thầy ơi, cứu lấy chúng con. Quan An phủ sứ muốn bắt con về làm thê thiếp. Thầy ơi, thầy hãy cứu lấy chúng con. Thầy vậy sao? Ni sư đảm khuyên dẫn các thí chủ vào trong rồi trốn ra cửa sau. Đi em. Dẫn các con thuộc tuần kinh bát nhã để cho lòng thanh tịnh hư vô, gần chục năm theo Phật pháp nguyện tu, bụi trần ai du dần qua năm tháng, trong sâu thẳm vương về cõi vắng, thương người đời còn cơ khổ long đong. Trần gian ơi trời ơi,
Trốn ở trong chùa này. Tao nghe nói con Xoan đã ở trong chùa này hơn 10 năm. Chúng mày phải lục tìm bắt bằng được nó ra đây, nghe chưa? Nhà chùa nghe cho rõ đây. Cô Xoan đã là người của quan an phủ sứ. Thế mà thằng Xoan với con Trung chạy trốn nấp vào trong chùa này. Tôi nói thế có đúng không ạ, nhà sư? A Di Đà Phật. Con, dạ. Mày vào chùa bắt bằng được cô Xoan ra đây cho ông. Nhanh. A-di-đà Phật, xin các ông vào trong hay nhẹ nhàng một chút, đừng làm huyên náo chốn thiền môn. Các con hãy tránh ra cho họ vào tìm người. Dạ. Bẩm các quan, chúng con lùng sục khắp chùa nhưng vẫn không thấy ạ. Dạ bẩm quan không thấy. Được lắm. Như vậy là nó chỉ có lẩn khuất quanh đây thôi. Dạ. Chúng mày. Dạ. Theo ta. Kìa. Các con, chuyện lệ thế nào? Các con hãy nói ta nghe. Bạch thầy, quan an phủ sứ lấy cớ là bạn với cha con từ thuở rừng dương kinh, ngỏ ý đón con về tư dinh để thầy bạn chăm lo dưỡng dục à? Dạ, lời nói thì trong, dạ thầy vẫn đục. Thực ra ông ấy muốn cướp Xoan để ép phận nàng hầu ạ. Trời Phật ơi, đúng là tai họa. Ta xót thương hai con. Từ tấm bé đã nương nhờ cửa Phật, lớn lên trong vòng tay ta ôm ấp, gắn bó tháng ngày mâu từ tình thâm, kết lương duyên cho đôi lứa sắt cầm, cho được ở tam quan coi là môn đệ. Phương cách khác, ơn đức sư thầy đền đáp kiếp sau, ta ở lại chẳng những lìa nhau mà em phải một đời chịu nhục. Nhưng anh Trung ơi, sư thầy dẫu nương nhờ cửa Phật, nhưng rồi mai một tuổi hạ càng cao, mình trốn đi phiêu dạt phương nào, mong chi có ngày về phụng dưỡng. Xoan em, anh Trung, vào kiếp nạn phận hèn không thể cưỡng, trời chẳng cho ta ân nghĩa vẹn toàn, đành thôi năm tháng mỏi mòn, đắng cay ngậm quả bồ hòn mà đi, trần trừ lưỡng lự phải khi em thời cay đắng.
anh thì xót xa. Anh Trung. Ôi cuộc đời. Ôi sao cuộc đời bé bằng tình ngang trái. Biết đi đâu đêm dài thâm sâu xót thương nhau duyên tuổi sâu. Giờ vắng phơi trời, ôi nhân gian tối tăm mịt mờ. Tình ta sao xót xa. Xoan em. Anh Trung. Các con. Đây Lộc Phật gọi là một chút. Hai con hãy cầm lấy độ thân. Còn kẻ ác còn có lòng nhân, trước có phúc, sau thời có phần. Bé khổ manh mang, sống mê quần quận. Đến đâu thời cũng gặp cảnh trầm luân. Nay phải xa rời vì tranh họa ác nhân. Cầu cho hai con bình an đẹp phận. Sư thầy, nghĩa mẫu ơi, ơn dưỡng dục cây tâm khắc cốt. Một lạy này cảm tạ lúc chia phôi. Kìa, các con, đứng lên đi. Thầy. Trốn đi các con. Các thầy. Con hãy đi đi. Thầy trốn ơi. Đi các con. Các con đi thầy. Đi. Đi đâu? Hóa ra là chúng mày trốn ở đây thật à? Tuấn, dạ. Mày cho người bao vây nhà chùa, về báo với quan an phủ sứ. Để tao ở đây tao cầm chân chúng nó. Dạ. Nhà chùa này, à, mấy mẫu đẳng điền thái hậu ban cho nhà chùa cấy cày để có tiền hoa nến điển nhang trùng tu nhà tổ nhà thờ. Thái hậu công đức bạc vàng, tại sao nhà chùa không báo làng trình xã? Chuyện khuất tất lý trưởng này biết cả đấy. Không chia cho ai là ta chẳng để yên cho đâu. A-di-đà Phật, ruộng nghĩa thương cày cấy bấy lâu, hoa lợi đều dâng lên cúng Phật, rồi ban phát cho những người khổ cực theo lời dạy của Hoàng Thái Hậu năm xưa. Còn bạc vàng Hoàng Thái Hậu ban cho đã tô tường trùng tu mái chùa ban Phật. Sao có thể chia cho ai được mà ông xã đòi? Cái thằng này, mày đã hớt tay trên của quan an phủ sứ, bây giờ mày vẫn còn tua tiếng ở đây à? Tuần, dạ, chuối nó lại, chuối lại. Anh Trung, Xoan. Anh Trung, Xoan. Anh Trung, Xoan. Anh Trung, anh Trung. Ông Lý, yeah. Ông chớ vội vàng. Kéo sư thầy hiểu nhầm ta thì khổ. Ôi chà, con không dám. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Hoàng Thái Hậu là người công đức sửa chùa, dân góp công góp của. Sư thầy trốn cửa thiền thì vun đắp lòng nhân. Ta với quan hiến ti là bố của Xoan. Xưa là chỗ quen thân. Yeah. Ấy à, vì để cháy xưởng thuyền, ông lớn đã thành người quá cô. Yeah. A-di-đà Phật, đời là bể khổ, sóng gió lặng rồi hay để cho yên. Trời ơi, con gái của ngài quá lắm chuyên chuyên, chú ngu trốn cửa thiền đây thì... Thật là đáng tiếc quan ạ. Quá tiếc. Dạ. A-di-đà Phật, số kiếp người làm sao biết trước. Xin quan lớn chớ bận lòng vì cô Xoan. Thôi, hôm nay ta đến đây trước là ván canh chùa. Ừ. Sau là nhờ sư thầy có chút việc. Chút việc.
Chả là nghe tiếng cô Xuân xinh người đẹp nết, dẫu ở chùa nhưng còn nặng nợ trần gian. Nhờ sư thầy tạo phúc che duyên để cho bản quan được đón Xoan về nhà làm thế. Ông Lý này, như ta đã nói, xưa là bằng hữu với bố của cô Xoan. Này ta đến đón Xoan về làm một đứa con nuôi. Ông chỉ vào việc vậy thôi, thực ra muốn cướp Xoan để về làm tỳ thiếp. Bụng quan lớn người cả gan dẫm quốc, đã vậy ông xé toạc bức mảnh cho thế gian coi. Xin sư thầy cứ để mặc tôi đón thị Xoan về nhà làm thê làm thiếp. A Di Đà Phật, giữa trời quang bóng như có sét, thí chủ nói điều trái đạo nhân luân. Ồ kìa, xin sư thầy thấu với bản quan, giả cảnh bản quan là có điều khó nói. Tuy ba và bảy con, nhưng chưa người nói dõi. Chào ơi, hôm hồi làng gặp Xoan, ta như ngấm phải bùa mê thuốc lú. Kìa Xoan, Xoan hãy theo ta về. Xoan ơi đừng có sợ, xin đi cứ theo ta thì sẽ suốt đời là nàng sung sướng rằng để ước ao ta khát khao mong chờ. Nay ta đây quỳ xin thề sẽ mãi mãi yêu Xoan. Xoan ơi, Xoan về với ta. Đã chót lỡ việc rồi, xin sư thầy lượng thứ. Dạ, con lạy quá, con xin quá, con đã có nơi hẹn ước. Dạ, ngày hiếm con trai thì đi tìm nơi khác, chúng con vừa đến ước trao duyên. Cầm ngay, phải đâu? Dạ. Đánh cho nó một trận xem nó còn dám liều mình tranh vợ với quan nữa không. Anh đánh! Dạ. Anh Trung, thầy ơi. Thằng này à, mày lạy quá, con xin quá, con lạy quá. Dạ. Kìa Xoan, đứng lên! Thầy, kìa Xoan! Con! Thí chủ đáng tuổi bố cháu Xoan, thí chủ lại là quan an phụ sứ, xin thí chủ hãy tha cho cháu để lấy cái phúc đức về sau ạ. Phúc đức gì? Phúc đức gì hả? Hoàng Thái Hậu trên cao thiện tâm ban phúc, quan bản nhà gần gây họa gieo tai, ân điển triều đình ban bố khắp nơi, sao dân chúng vẫn còn khổ ai? Nhà chùa phạm thượng rồi đấy. Phạm thượng. Liệu giữ lời kiểu mắc tội khi quân. Biết nhà chùa từng nuôi nấng cô Xoan, ta có chút lòng thành gọi là xính lễ. Bay đâu? Bay đâu? Dâng lễ. Dâng lễ. Vào đi. Nhanh lên. Mấy con này nhanh. Bê lên nào. Nhanh. Lễ đây. A Di Đà Phật. Một nén cũng biên, một tiền cũng kẻ. Cửa tử bi không khước từ ai. Như hôm nay ngài dâng lễ đến để chúc phải lìa mai, cưỡng ép nữ nhi,
nhà chùa không nhận. Ta mang lễ đến gọi là có trước có sau, nhà chùa không nhận thì thôi. Chú Hạnh, dạ. Mang lễ phải dùng vào việc khác. Ông Lý, dạ. Việc nhân duyên là xem xét cả rồi, dạ. Đã đến giờ đưa cô dâu về phủ, dạ. Chúng mày, dạ. Đưa cô Xoan về phủ. Không. Thầy ơi cứu lấy con. Thầy ơi cứu con với. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi cứu con. Thầy. Thầy. Cứu con. Nào. Lên đường. Lên đường. Thầy ơi cứu con. Thầy. What? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng tôi là phú thương từ nơi xa đến, thấy chuyện bất bình nên không thể đành tâm. Ngài An phủ sứ đang ép buộc nữ nhân, ông Lý trưởng thì hạch sách nơi cửa Phật. A Di Đà Phật, đúng là có chuyện đang xảy ra. Không lương thiện thì ắt phải làm việc ác. Khách đến chùa công đức ấy, thì cứ việc làm, chớ có chen vào những chuyện ở đây. Ông Lý vội quên đó thôi, chứ ta đã gặp nhau hôm nào ở chợ. Với tôi, ông còn mang món nợ, đó là tội ức hiếp người tàn tật, hát rong. Dạ bẩm quan. Sao? Lại là đám khách lái buôn đi quan ạ. Buôn này nó cư xử cũng lạ lắm, nó dám xía vào việc của đại quan. Thôi được, ông Lý. Dạ. Để ta. Dạ. Ông Lý này, dạ. Lái buồn sao mà đẹp thế. Nghe khẩu khí cũng là người đáng mặt, nhìn dáng vẻ xem ra cũng vừa con mắt. Chỉ tiếc là cái mạng đen còn che lấp mất dung nhan. Biết bản quan mà không sợ uy quan, phải chăng phường buôn cậy lắm tiền mà coi thường bản chức? Có câu nén bạc đâm toạc tờ giấy, có thể hiểu rằng tiền thay quốc pháp. Thưa ông, tôi sẽ dùng tiền để giải thoát cho đôi trẻ được không? Tiền sẽ thay người ngồi lên chiếc võng. Chớ có tưởng nhà buôn tiền sẵn, ta đây thời chẳng lắm tiền sao? Quan đầy tiền. Bản chức cũng đã dùng tiền mua mỹ nữ. Nhưng hôm nay với Xoan thì không cần phải mở kho tiền tích chữ. Bản chức dùng quyền vẫn phải tuân theo, chẳng cưới cùng treo uy nhanh việc kỳ thời, chẳng cưới cùng treo cứ nắm tay thời cung tóc kéo luôn một nghèo dây, chẳng buộc từ quan đến xa siết cứ siết chặt thoát đi làm sao được, thè mãi rồi cũng phải nằm im, kẻ dưới nào chống lệnh quan trên cứ vâng lệnh cho nhẹ nhàng êm ái thôi ạ. Thì ra quan là rắn còn dân là nhái, có kêu thì vẫn bị nuốt trôi. Nhưng hôm nay phú thương tôi quyết hóa giải lệnh An phủ sứ, các ông cần phải nhớ phú thương tôi chơi với các đại quan. Đại quan cũng vì nể thương nhân, vàng bạc sẽ biến ra quyền thế. An phủ sứ muốn ngồi yên trước đó thì hãy nể phú thương tôi mà buông tha cho cô Xoan. Tôi xin bù lại cho ông cái khoản đãi đằng ở tư dinh tốn kém. Dạ bẩm quan, hay ta cứ coi như ả Xoan đã thoát khỏi một tai họa lớn đi ạ. Thôi được, phú thương đã nói hết nhời thì ta đây cũng nể. Cũng nể. Nhưng nể
các đại quan để thuận cho phú thương thôi. Mang tiền vàng ra đây. Được, tiền ta sẽ trao tay. Nhưng ông phải trao cho tôi tín vật để cam kết giữ lời, không lật mặt trở tay. Tín vật à? Vậy các ngươi cần cái gì? Cần cái gì? Dạ bẩm quan, dạ bà chủ tôi cần cái mũ trên đầu quan ạ. Không, không được. Không được. Mất mũ như là mất chức quan. Mất chức quan. Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận. Tôi chỉ cần cái quạt ở tay ông. Nếu trên đó có chữ đề của quan an phủ sứ. Tưởng gì? Tưởng gì? Chiếc quạt đấy thì quan đây không thiếu. Dạ. Ây xá gì chiếc quạt cầm tay tiền kia đội với ơi à. Quạt này là xong. Hay lắm. Có chữ đề của quan an phủ sứ không sai. Tiền đâu? Tiền đâu? Nết. Dạ. Tiền đây. Quan an phủ sứ, hãy nhớ lấy. Mấy tuần trăng cho đến bây giờ vẫn chưa về tới hành cung. Chuyến vi hành có được hanh thông hay lại gặp bao điều trắc trở? Dương Kinh đất tổ khởi nghiệp mà ký còn ngôi nhà đó còn mái đình siêu, mười năm hưng vượng còn chưa đủ đâu dễ muôn đã kính. Lo gìn giữ sơn hà xã tắc, trăm họ thái bình nó ấm với muôn dân, giúp hoàng tôn cho thanh đấng minh quân. Nhưng lòng ta vẫn chưa yên bởi dân còn lao khổ, kế sách canh tân công thương rộng mở, ngoại trấn nội triều có kẻ này lòng than. Dân cực khổ do nay ngoại trấn đi nội triều để lòng than, thương cảnh muôn dân thơ. Oh.
Môn Tâu, Thái Thượng Hoàng đã vì xá tắc canh cánh một niềm yêu nước thương dân. Nỗi day dứt của người gửi về hướng Dương Kinh khiến cho đôi mắt đăm đăm ngóng trông Hoàng Thái Hậu. Đường đường là mẫu nghi thiên hạ, nhận ủy thác của ta mà phải dấn thân. Nếu đúng như lời ta thán của muôn dân thì các quan trong triều có nhiều điều gian dối. Cứ nhận lộc họ dâng, nghe theo lời họ nói thì còn đâu là đấng minh quân. Dạ, Muôn Tâu, Hoàng Thái Hậu với người là bậc tri kỷ tri âm, thật là phúc lớn cho mạc triều ta đấy ạ. Quan ngự sử này, dạ, người ta nói tam bôi bán giả, ba chén rượu nồng vào lúc nửa đêm, hồn phiêu du có thể lãng quên những bề bộn cuộc đời đưa ta vào cõi mộng. Ấy thế nhưng ta càng uống lòng càng xáo động, cứ bồn chồn lo lắng không yên. Dạ, Muôn Tâu, trước lúc vi hành Hoàng Thái Hậu không quên căn dặn hạ thần phải lo toan sắp đặt, biết người có thể về chưa kịp khi Thái Thượng Hoàng trở lại Dương Kinh, nên đã soạn lời rồi sai một ca lương phải xin tới hát hầu khi hành cung cô tịch. Cháu ơi, thật vậy ư? Dạ. Vậy khanh còn nhớ, khanh hãy đọc lên để ta nghe thử. Dạ, Muôn Tâu, thần có nhớ được vài câu thế này. Đúng kia chưa được luận bàn, sai này chẳng thể minh oan cho người, chỉ biết vâng mệnh trời vì xã tắc, thương dân còn đói khát lầm than. Trời vơi vận nước mất còn, chúng trinh một tấm lòng son đời chờ. Nỗi niềm thương nhớ đầy vơi, biết ai chi kỷ tỏ lời chi âm. Biết ai chi kỷ tỏ lời chi âm. Cháu ơi, Hoàng Thái Hậu thay chồng gánh việc, nhưng vẫn thương chồng chẳng được bình tâm. Thực đúng là chi kỷ chi âm, chấm khôn nghĩa phụ lòng sao được. Thân mai gió cát đêm sương, phần liễu phong trần trốn mưa xa. Gánh nặng sơn hà đâu há quan, chọn đạo quân thần giả sắt son. Thái giám đâu? Dạ. Cho mọi người nắn dây tơ phím nguyệt, dâng lời ca hầu thánh thượng nghe. Dạ, Muôn Tâu, Thái Thượng Hoàng can nương đã tới rồi đấy ạ. Dạ, Thái Thượng Hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế ạ. Ta miễn lễ. Dạ, Muôn Tâu, vâng lời Hoàng Thái Hậu, con xin dâng lên người khúc ca lời lời Hoàng Thái Hậu soạn ra, e giọng hát cung đàn còn chưa xứng ạ. Ta sẽ lắng tình ý sâu xa, không chỉ trong mỗi lời ca mà còn ở trong cung đàn giọng hát. Dạ, đội ơn Thái Thượng Hoàng. Thank you.
Bởi vì xã tắc thương dân còn đói khát lầm than dựng thành nghiệp lớn vẻ Hoàng Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Ta miễn lễ, các khanh bình thân. Hoàng Thái Hậu đi kinh lý thay ta, chắc hẳn vẫn bình an mạnh khỏe. Dạ, tội ơn Thái Thượng Hoàng, nhờ phúc lớn của người mà hanh thông mọi việc à. Hoàng Thái Hậu đi kinh lý đường xa, từ một dải Sơn Nam tới thôn cùng ngõ vắng. Ở trong triều ta vô cùng lo lắng, xong việc đại sự rồi, tao mau chóng trở lại đây. Ô kìa, Thái Thượng Hoàng, người đi đâu vậy? À, tôi đi lấy nước cho bà uống. Đấy, lại xưng hô thế rồi. À, ta quên. Vâng mệnh người đường kinh lý xa xôi, về đất tổ, xuống vạn trài thăm hỏi. Gặp các trẻ thơ, gặp người cao tuổi, vẫn mộc mạc chân tình như thuở ngày xưa. Rồi gấp lên đường chẳng quản nắng mưa, qua đất Sơn Nam, vòng lại thủy đường, rồi ghé thăm làng vẹn. Trời ơi, sao mà đi nhiều vậy? Thân gái dặm trường. Thượng Hoàng ơi, trông đã khắp đồng quê bãi biển, nghe đã từng lời của thứ dân. Sao? Dân người ta nói những gì? Thấy phôi bày dưới bạch nhật thanh thiên, chuyện quan lại nhiễu nhương chúng dân khốn khổ. Bài hát của cha con người hát sầm, quả không sai, sự thực hiện hành. Cháu ơi, ta thực không ngờ chuyện đắng cay lại xảy ra ở chính quê mình. Hoàng Thái Hậu, nàng đã tìm rõ căn nguyên rồi chứ? Dạ, muôn tâu, ở Dương Kinh, mọi tội lỗi đều do quan an phủ xử. Hoàng Thái Hậu nói sao? Tất cả là đều do quan an phủ xử. Dạ, muôn tâu, quan an phủ sứ cậy quyền ỷ thế, cấu kết với quan trên, một ruột vào hùa đồng bọn kết niên. Quan cũng biết, mà dân cũng biết đấy à? Sao?
sao bây giờ nhà ngươi mới nói? Dạ, bởi quan an phủ sứ là người trong dòng tộc ta. Kế sách canh tân khiến non sông khởi sắc, hơn 10 năm nên quả nên công. Nhưng có ngờ đâu nhà lớn dựng chưa xong thì lũ chuột đã đào tường xuyên vách. Vừa mới tung hô đã âm thầm oán trách, dân đã mất niềm tin. Thượng hoàng ơi, Thái hậu cứ bình tâm, ta sẽ xiết lại kỷ cương nghiêm trị phường dân đình. Dạ, thần thiếp đã thay người truyền lệnh triệu an phủ sứ về đây à? Người đâu? Dạ. Truyền an phủ sứ và lũ tham quan vào chầu. Thiên tuế khi trăm họ đói nghèo xa đất suy vi. Các người hãy soi lại mình đi. Các người đã làm được gì để cho ta thiên tuế, thiên tuế? Dạ, muôn tâu thái thượng hoàng. Dạ, hàng năm tấu sớ vẫn chỉnh lên. Dạ, công tích của triều thần. Dạ. Bỏ giúp thái thượng hoàng, cùng hoàng tôn xây nền thịnh trị. Bố yên tâm họ, quê sắp chúng dân. Muôn đời hoàng ân học hành quy củ, lệ làng luôn giữ đền miếu uy nghiêm. Lễ hội thường niên xóm thôn náo nức, người người hưởng phúc dài lão bách niên. Quay sang chúng vai dân là bố yên chăm hôn. Bây giờ sao thế này? Đâu rồi? Dạ, muôn tâu thái thượng hoàng. Dạ. Các ngươi luyện đồng thanh bao năm rồi vẫn tấu lên như thế. Nhưng chỉ có thực một câu trong đó, rằng các ngươi đã coi sóc chúng dân. Nghe thời cũng đáng ban khen, nhưng ngẫm lại thấy đáng cười, đáng giận. Nói theo mình, nhưng làm trái mình. Vừa coi dân vừa sóc chúng dân, thế cho lên đảo lộn kỳ cương lật đổ nhạo luật vua phép nước. Thái giám đâu? Dạ. Mang chồng sớ ra đây.
muôn tâu thái thượng hoàng, trong đám quan lại lắm kẻ bụng dạ ghen tức hại nhau. Dạ cúi xin thái thượng hoàng cha xét trước sau, kẻo oan cho chúng thần lắm mà. Oan lắm à. Dạ muôn tâu thái thượng hoàng, dạ đây toàn là những công tích hàng năm của chúng thần. Dạ muôn tâu, đây là công tích xây đình chùa miếu mạo ạ. Còn đây là công tích xây quán bắc cầu ạ. Còn đây là công tích dẫn thủy nhập điền, quay đê lấn biển ạ. Dạ cúi xin thái thượng hoàng soi xét. Cháu ơi. Cháu. Tấu sớ của cháu dâng lên nhiều thế. Dạ. Toàn những lời hay ý đẹp. Dạ. Cháu ơi. Nhưng tại sao dân vẫn nghèo đói, dân vẫn cực khổ lầm than, vẫn oán than, những lời oán than đã thành câu hát xót xa. Để tỏ tưởng đen trắng, hoàng thái hậu đã một phen đi kinh lý thay ta. An phủ sứ. Dạ. Chiếc quạt này hẳn ngươi còn nhớ, tội ước hiếp dân lành vật chứng vẫn còn đây. Xin thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu khai ân. Người đã nhiều phen hạ hiếp lương dân, may mà chưa có xảy ra án mạng. Nhưng nhiều tội chồng chất quá nặng, tội chết thì tha, tội sống phải hành ngay. Cháu ơi. Dạ. Cháu của ta ơi. Cởi mũ áo trà lại triều đình, đừng làm quan nữa. Làm quan thì phải thương lấy dân cháu à. Cháu ơi, quan là nô bộc của dân, phải lấy dân làm gốc, hết lòng vì dân. Ơi là người cũng chia sẻ vì dân, biết thương dân nó đói, phải thương dân.
lại, cháu xin khắc cốt ghi tâm. Dạ muôn tâu, dạ cháu xin lấy vàng bạc ra để chịu thay hình phạt. Thua con! Sao? Người định lấy vàng chịu thay hình phạt sao? Dạ muôn tâu. Làm ngang nói ngược, khi đã ác thì ác tham bằng được. Lấy vàng ra thế chuộc, các ngươi coi quốc pháp cũng hóa ra hàng rau sao? Ừ, thì còn đâu là luật vua phép nước, rồi mai đây sẽ hóa thành luật nước, khiến lại càng trí nguy, án cũng đi mua bằng tiền. Công lý thật đảo điên, đúng. Vậy thì còn đâu là luật vua phép nước? Lột mũ áo về cho làm một thứ dân, chỉ cho nhà đủ ở, ruộng đủ cày để sống. Phải thực sự dầm mưa dãi nắng, không được thư nhàn ăn trắng mặc trơn. Chấp nhận vậy thì cho làm dân, còn không mất thích chữ lưu đầy ra viễn xứ. Ai dám? Lột mũ áo, cấm vệ quân, giải lũ tham quan này vào đại lao, chờ thi hành án quyết. Thái thượng hoàng! Hỡi muôn dân trăm họ, ta phải kịp về để phục chính hoàng tôn. Bao việc lớn cần có người chỉ giáo, nay ta ủy thác cho hoàng thái hậu xuống Dương Kinh làm chủ hội thề. Nay ta bố cáo để cho thần dân trăm họ được biết nghe. Thái thượng hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế. Thái thượng hoàng ở lại Thăng Long, bao việc lớn cần thái thượng hoàng chỉ giáo. Ta sẽ thay người tuyên chiếu để các quan cùng trăm họ được hay. Thay trời trị nước, phụ chính hoàng tôn. Chấm nay lo việc lớn non sông, chưa thể rời Thăng Long chốc lát. Nay xuống chiếu có lời ủy thác, hoàng thái hậu xuống Dương Kinh đứng chủ hội thề. Có các quan tứ trụ theo về, cùng dự hội thề thiêng với các quan bàn hạt. Đàn thiêng đặt giữa nơi cửa Phật, để các đấng anh linh chứng giám lời thề. Thái thượng hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế. Đại Việt ta tam giáo đồng lưu, việc mở đàn thiêng xin mời đại đức.
là chốn từ bi, lập đàn thiêng Phật này chứng giám, cửa thiền môn về đây cầu niệm, cầu quốc thái dân an, bớt cảnh lầm than, trăm họ bình yên, muôn dân no đủ. Mua gì cả. Chốn linh thiêng các quan thề nguyện, thề quang minh chính trực công tâm, suốt một đời phục quốc an dân, ai lòng dối gian Phật trời chứng giám. A Di Đà. Thần linh cúi trình tiên tổ, lễ mới dương kinh nếp xưa đồng cổ, từ quan nha ở chốn triều đình tới hào lý ở nơi thôn nổ, nguyện làm cho đất nước mạnh giàu, thề không để chúng dân nghèo khổ, nguyện chúng quân ái quốc năm tháng chuyên cần, thề lo nước thương dân đêm ngày năng nổ, nguyện công bình thưởng phạt quan chức giữ lời, thề minh bạch thu chi bạc vàng ghi sổ, nguyện thiện tâm chính đạo tôn kính người xưa, thề mỹ tục thuần phong giữ gìn nếp cổ. Xin thề, xin thề, xin thề. Đó là lời thề chung cho cả bá quan. Bây giờ đến lượt thề riêng, cứ chiều theo bổn phận chức quan mà thề cho rành rẽ. Nào, xin mời quan thượng thư bộ lễ. Có thần. Tâu Hoàng Thái Hậu
kính cáo thần linh, hạ quan tới hội thề dương kinh, mong trời đất quỷ thần chứng giám, xin thề giữ lòng trong dạ sáng, gắng chu toàn văn hóa lễ nghi, nguyện rằng trong việc học việc thi, không có chuyện dối lừa gian lận, xin thề. Nào, xin mời quan thượng thư bộ lại. Dạ, có thần. Lời thề thiêng của các quan bộ lại, nguyện không còn bán chức mua danh, không để phường ngu dốt gian manh, có quyền thế thành sâu dân mọt nước, xin thề. Xin mời quan thượng thư bộ công. Dạ, có thần ạ. Khanh đi đâu đấy? Đến lượt khanh phải vào thề. Dạ, thần xin vâng mệnh ạ. Sao thế? Dạ, thần xin vào thề ạ. Thần xin thề ạ. Khanh làm sao vậy? Thần đã nói rồi, thần không thề được. Quan dạ. Thượng thư bộ công, dạ. Không dám thề là vì sao vậy? Dạ, muốn tâu hoàng thái hậu chuyện là thế này à? Dạ, bộ công của thần cai quản trăm công ngàn việc, từ bồi đắp kinh thành cho đến tận công môn. Dạ, đền đài nơi trấn phủ, cầu cống tận hương thôn. Dạ, bọn thợ bọn thầy nó có trăm phương ngàn kế. Dạ, chúng ăn gạch, ăn vôi, ăn mật mía, lại ép buộc các quan trong công bộ nhận tiền chia. Dạ, đợi khi thần đi thị sát nơi xa, là chúng ập ngay tới nhà bắt thê thiếp phải nhận quà của chúng ạ. Dạ. Quả là thật khó cho ngài. Dạ, thần còn cai quản các xưởng thợ nhà buôn, hàng hóa thông thương, bao nhiêu kẻ dối gian lọc lừa, lễ lạc của bọn này mang tới, chẳng thua gì so với bọn kia. Dạ, rúi lòng rồi chúng sâu mũi dắt đi, không theo chúng, ắt sẽ bị bọn giang hồ hạ sát. Thế cho nên, thần xin được cao quan từ chức. Liệu mạng xin thề, thời chết bởi thề thiêng. Dạ, thần xin gửi lại mũ áo vua ban, xin được về quê để làm người lương thiện. Ta chấp thuận. Thái giám. Dạ. Không làm quan mà giữ được thanh liêm. Dạ. Xin bãi chức ấy là còn biết sợ. Dạ. Giờ ta giao việc thay người cho bộ lại, cũng không cần truy cứu việc đã qua. Dạ. Bởi đã biết tự mình thành thật nói ra. Nhưng tiền của đã chốt nhận rồi, phải biết đem làm việc thiện. Dạ, tội thần xin vâng mệnh ạ. Của bất lương còn có cách hoàn lương, bãi chức quan về với dân thường.
xin nguyện sửa mình cho trong cho sạch. Ta chấp thuận cho ngươi lui. Dạ. Bây giờ sang đại lễ dâng cúng hương hoa mừng khánh thành trùng tu chùa cổ để cho các tăng ni Phật tử cầu chúc cho thiên hạ thái bình.